những tòa nhà cao tầng hiện đại, những khu đô thị đồng bộ, văn minh, những không gian sống xanh, kiểu mẫu. Đó là diện mạo mới của thủ đô sau chặng đường dài phát triển. Hà Nội đang dần khẳng định vị thế của mình khi từng bước thay da đổi thịt với sự xuất hiện của các khu đô thị, các công trình cao tầng hiện đại. Nhiều dự án đang được xây dựng đồng bộ, văn minh như khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Mỹ Đình, Vinhome Smart City về phía Tây, Linh Đàm, Gamuda về phía Nam, Shibuya, Tây Hồ Tây, khu ngoại giao đoàn ở phía Bắc, Việt Hưng, Vinhome Riverside, Vinhome City Ocean Park về phía Đông, đem lại những không gian phát triển đô thị mở rộng và hiện đại hơn. Sự hiện diện của các khu đô thị mới ở Hà Nội không chỉ góp phần tích cực vào việc giải quyết căn bản nhu cầu nhà ở của người dân mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tạo nên những không gian sống tốt hơn nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ cuộc sống hàng ngày càng cao của người dân.